Năm thánh Bạch Kim của Nữ hoàng đã bắt đầu với việc Elizabeth đệ nhị trở thành Quốc vương Anh đầu tiên trị vì trong 70 năm. Elizabeth sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại London. Là con đầu lòng của Albert, công tước xứ York và vợ ông trước đây là phu nhân Elizabeth Bowlion. Năm 1927, Nữ hoàng tương lai đã sớm được giới thiệu với thần dân của mình, những người đã đến gặp bà trên ban công của cung điện Buckingham. Cô được nhìn thấy ở đây cùng với cha mẹ của mình cùng với vua George đệ ngũ và nữ hoàng Mary. Năm 1929, công chúa Elizabeth được nhìn thấy ở đây khi được đưa ra ngoài trong một công viên. Cha mẹ cô vẫn giữ truyền thống không đưa con cái đi tham quan các chuyến công du của hoàng gia. Năm 1930, công chúa trẻ được chụp ở đây khi đến Olympia để tham dự giải đấu hoàng gia. Năm 1933, cả Elizabeth và em gái của cô Margaret Rose sinh năm 1930 đều được giáo dục tại nhà. Năm 1934, Elizabeth đã trở lại Olympia để tham dự cuộc thi ngựa quốc tế cùng với em gái và nữ công thức Sư York. Năm 1937, nữ hoàng tương lai được nhìn thấy cùng mẹ lúc đó là nữ hoàng Elizabeth trên ban công của cung điện Buckingham sau lễ đăng quang của cha bà là vua George VI năm 1938 một năm trước khi thế chiến thứ hai nhấn chìm châu Âu, Hoàng gia Anh đã chụp một bức ảnh. Năm 1939, hai chị em Hoàng gia phóng thủy phi cơ mô hình tại làng mô hình Bacon Skirt ở Beaconfield, Buckinghamshire. Năm 1940, công chúa Elizabeth 14 tuổi xuất hiện trong chương trình phát thanh giờ trẻ em gửi thông điệp tới những trẻ em đã được sơ tán khỏi Anh trong thế chiến thứ hai. Đây là bản ghi âm sớm nhất về Nữ hoàng tương lai trong kho lưu trữ của BBC. Năm 1941, có ý kiến cho rằng hoàng gia nên tìm kiếm sự an toàn ở nước ngoài, cụ thể là ở Canada, nhưng nhà vua và nữ hoàng sẽ không làm như vậy. Những đứa trẻ được chuyển đến lâu đài Windsor để thay thế. Năm 1942, Elizabeth được nhìn thấy ở đây trong bộ đồng phục gân gai cô trở thành hướng dẫn viên vào năm 1937, em gái của cô. Công chúa Margaret đăng ký làm Brownie và mẹ của họ trở thành người bảo trợ cho các hướng dẫn viên nữ. Năm 1944, công chúa Elizabeth đã đến thăm triển lãm hướng đạo biển quốc gia tại trụ sở chính của Scotland ở London ở cổng Buckingham. Năm 1945, vào năm cuối của cuộc chiến, Elizabeth tự mặc đồng phục gia nhập dịch vụ lãnh thổ phụ trợ ATS, cô đã dành 3 tuần với một nhóm những người mới được tuyển chọn khác được lựa chọn cẩn thận học các kỹ thuật cơ bản về động cơ và cách lái xe tải. Năm 1946, Elizabeth đặt vòng hoa tại Cenotaph ở London vào chủ nhật tưởng niệm. Năm 1947, vào ngày 20 tháng 11 năm 1947, cô kết hôn với người anh họ thứ ba của mình, Hoàng thân Philip của Hy Lạp tại tu viện Westminster. Năm 1950, năm 1950 em gái của Jack N được sinh ra. Năm 1951, Elizabeth và Philip sống với các con của họ ở Clarence House, London, nhưng cha cô bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Năm 1952, vào tháng 2 năm 1952 khi đang ở Kenya Elizabeth nghe tin nhà vua qua đời. Cô trở lại London với tư cách là nữ hoàng mới. Năm 1953, lễ đăng quang của bà vào tháng 6 năm 1953 đã được chiếu trên truyền hình và hàng triệu người đã tập trung xem quanh các TV, nhiều người trong số đó là lần đầu tiên xem TV. Năm 1954, sau khi đăng quang, nữ hoàng mới bắt đầu chuyến tham quan khối thịnh vượng chung và được nhìn thấy ở đây khi bà trở về một lần nữa trên ban công của cung điện Buckingham. Năm 1955, Thủ tướng Sir Winston Churchill chào đón nữ hoàng và công tước xứ Edinburgh đến số 10 phố Downing để ăn tối. Năm 1958, nữ hoàng được nhìn thấy ở đây trong chuyến thăm đến Rod Colliery, Fife đây là chuyến thăm đầu tiên của cô đến một mỏ than và cô đã dành khoảng nửa giờ dưới lòng đất ở bề mặt than. Năm 1959, cặp đôi hoàng gia được tham gia bởi Sugar, một trong những cô gái của họ tại Windsor. Năm 1963, cưỡi bên yên ngựa nữ hoàng quay trở lại cung điện Buckingham sau khi tham dự buổi lễ Trooping the Color trong lễ diễu hành của các vệ binh. Cô bắt đầu cưỡi trên một chiếc xe ngựa tại lễ diễu hành sinh nhật hàng năm của mình vào năm 1987. Năm 1964, ở trong và ngoài nước, nữ hoàng đã phải duy trì sự trung lập về chính trị, nhưng bà đã tạo được dấu ấn riêng với vai trò của một quốc vương. Năm 1965, gia đình hoàng gia tụ họp để chụp một bức ảnh trong khu vườn của Frogmore House Windsor khi họ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của nữ hoàng. Hoàng tử Edward sinh năm trước ở trong chiếc xe đẩy được sử dụng để chở công chúa Charlotte, cháu gái của nữ hoàng, đến lễ rửa tội của cô vào tháng 7 năm 2015. Năm 1967, nữ hoàng trong một bữa tiệc trong vườn tại bệnh viện Hoàng gia Chelsea để kỷ niệm 50 năm Phụ nữ Đại ngũ.